Hello everyone, my name is Jenny Twist. Today I would like to show you how to cook basa pulut. Step 1, you need the fish, any kind of fish you like, and then you need steak, spice, peel sesame oil. You mix all together and then you have to put in dehydrate overnight. Then you're ready to have a beautiful dried fish. So hope you enjoy my show. Thank you. See you next time. Phương Bắc đã qua dòng sông sông dài tìm đến phương này một nhà thân ai. Tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng tình ngát đôi lòng, mong vàng chung bóng. Ơi, mạch đất dâng hương là hương, cần lắng chung đời vai sát vai. Hồng hồng đôi.